Theo chiều dài lịch sử, nói thơ Vân Tiên là món ăn tinh thần thú vị của riêng mảnh đất Bến Tre. Tiếng nói mộc mạc của người Nam Bộ tạo nên sức hấp dẫn cho từng câu thơ và với những ai yêu văn hóa. Vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 30 tháng 6, mời quý vị đến với xứ Dừa để cùng lắng nghe và cảm nhận nhé!